Cô gọi điện nói có đồ muốn đưa cho tôi. Là thứ gì thế? Vội vã thế à? Không mời tôi ngồi uống một ly trà hay sao? Không cần thiết đâu. Đưa đồ ra đây. Bao nhiêu tiền? Anh hiểu chuyện quá ha. Thứ đồ gì với cô đều có giá cả. Chân của Lưu Phương bị gãy thế nào? Năm xưa vì để bắt gian hai chúng tôi, anh đã gắn máy nghe lén khắp nhà. Anh tưởng gì anh không biết hay sao? Cô ấy đã sớm copy lại rồi. Bây giờ ở trong tay của tôi. Anh bảo nếu tôi giao thứ này cho cảnh sát thì anh phải ăn cơm tù mấy năm đây. Cô cút đi. Trong đó không có gì hết. Được. Vậy thì hai chúng ta cược xem. Anh không trả lời thì tôi sẽ đăng lên mạng. Tôi hận nhất là việc người khác đe dọa tôi. Con gái hận tôi, Lưu Phương cũng hận tôi. Bây giờ tôi còn hận chính bản thân của mình. Thì anh nghĩ tôi sẽ quan tâm việc anh hận tôi hay không hả? Chân của Lưu Phương bị gãy kiểu gì? Cô phải hỏi bản thân của mình chứ. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ chứ gì. Được. Anh quen Nguyễn Quánh à? Anh cũng quen Lưu Gia Thụ đúng hay không? Có cần làm quen một thể không? Sao cô lại biết họ? Tôi không chỉ biết những điều này đâu. Chân của Lưu Phương bị gãy như thế nào? Trước khi anh ta gặp cô thì hai chân vẫn bình thường. Đó là số phận của anh ta thôi. Tâm bệnh của mình thì tự đi mà chữa. Đừng có cắn loạn cái lên. Tạ Trường Giang, là anh theo gái trước. Được. Hai chúng ta đều không phải loại tốt đẹp gì hết. Nhưng anh ấy thì sai cái gì? Tôi hỏi lần cuối, đồ trong tay của cô bao nhiêu tiền? Ra cái giá đi. Lúc chị xem được video này, nếu tôi đã chết thì chị có thể lấy ổ cứng di động này đi tìm Tạ Trường Giang. Nếu tôi chưa chết thì chị có thể cầm nó đi tìm cảnh sát. Nhưng mà tôi biết chị sẽ không giúp tôi. Vì bao nhiêu năm qua chị luôn muốn biết chân của Lưu Phương rốt cuộc có phải Tạ Trường Giang đánh gãy hay không. Chị cứ dứt dưỡng, không chịu rời khỏi đây là vì không chịu bỏ cuộc mà. Vậy nên chắc chắn chị sẽ đi tìm Tạ Trường Giang. Đi thế nào cho dễ và về được an toàn thì tôi dạy chị miễn phí. Thứ nhất, tìm một cái ổ cứng di động trống. Chỉ copy video này vào thôi. Thứ hai, lúc tìm Tạ Trường Giang thì nói với anh ta tên của hai người Nguyễn Quánh và Lưu Gia Thụ, anh ta sẽ tin tưởng chị. Còn về chị sẽ lấy cái ổ cứng nào đi tìm anh ta thì tôi không dự đoán được.
Nếu chị hận tôi thì chị lấy cái thật đi tìm anh ta. Nếu chị hận anh ta thì cứ lấy cái thật để cứu tôi. Đội điều tra tội phạm kinh tế, lão Tạ, chuẩn bị đi. Đến lượt anh rồi. 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 Cần em đọc hiểu không? Không cần đọc. Ký tên là được. Về nội dung gì? Không cần đọc. Anh đã đích thân đọc rồi. Yên tâm đi. Ký tên là được. Được rồi. Có tình hình mới, lập tức xác thực ngay. Đi. Dân. Số 039 ra đây với tôi. Trại giam Bằng Thành. Nào, vẫn ổn chứ? Chị gầy đi rồi. Mọi thứ rất tốt, đều qua hết rồi. Chị ngãi. Sao vậy? Phòng tranh của chị giao cho bọn em, cháy rồi, chẳng còn gì cả. Không sao đâu, người không sao là được. Hai người đều không sao là tốt rồi. Đi thăm bọn nhỏ với mình đi. Tạ Thiêm, Tạ Đệ, mẹ về rồi đây. Chị Từ. Chị Từ, mở cửa đi. Người nhà này đúng là chẳng ra gì. Bây giờ chắc chắn bọn nhỏ không sao, nhưng phải sắp xếp cho cậu đã. Cậu phải nghỉ ngơi cho khỏe. Đến chỗ của mình đi. Giờ hay quần áo vẫn đang ở chỗ mình. Đừng, chị và Từ Tân vẫn chưa làm rõ ràng mà. Cậu phải đưa bé Quả đi học nữa. Đến chỗ của em đi, chỗ của em cũng rộng rãi. Thôi bỏ đi, không cần phiền đâu. Chị đến đại một khách sạn là được rồi. Vậy không được, vậy sao mà được? Đúng vậy, cậu ở một mình hả? Đúng. Đến ở chỗ tôi là được, ít người, rất yên tĩnh, có thể nghỉ ngơi thoải mái. Chủ yếu là không ai biết, có thể tránh cánh truyền thông. Cứ quyết định vậy đi, đến chỗ tôi. Thay đổi rồi. Tôi đặt bừa thêm vài món. Cô ngồi đi, tôi đi rót nước đã. Nào, uống nước đi đã. Cảm ơn. Lát nữa rồi đi ăn. Tôi chưa thấy đói lắm. Không đói thì vẫn phải ăn tối chứ. Đã điều tra được nguyên nhân vụ cháy của phòng tranh chưa? Đã xác nhận là có người phóng quả. Tuy cô có bằng chứng ngoại phạm, nhưng người nhận được tiền bảo hiểm là vợ chồng cô. Ngày nào vụ án của lão Tạ chưa kết thúc thì công ty bảo hiểm sẽ không thể xác định dàn xếp bồi thường.
Cô giao phòng tranh cho tôi, tôi không thể trông chừng giúp cô được. Đâu thể trách anh. Anh còn là người đầu tiên nhắc nhở tôi. Họ nói cũng đúng. Trong này vốn chẳng có đồng tiền nào là của tôi cả. Đã cháy hết sạch. Tự nhiên tôi lại đói rồi. Anh mời tôi ăn một bữa thịnh soạn đi. Đi, tôi mời. Tôi bỏ ít đồ ăn trong tủ lạnh, ngày mai dậy là có thể hâm lại. Tôi có mua một ít rau và trái cây, ngày mai sẽ cho người đưa đến. Ban quản lý ở đây rất đáng tin, an toàn lắm. Trước khi ngủ cô nhớ khóa cửa lại nha. Vậy tối nay anh ngủ ở đâu? Tôi thì tìm đại một chỗ để ở là được. Không sao, tôi thấy mình cứ như tu hú chiếm tổ ấy, ngại lắm. Hay tôi ngủ trong phòng ngủ, còn anh ngủ trong phòng khách đi. Tôi ngủ khá nông, chủ yếu là sợ tiếng ngáy của cô làm phiền tôi. Cũng có khả năng như vậy thật. Thế thì anh phải cố chịu một chút rồi. Cậu ở nhà bọn họ có ổn hay không? Có quen hay không? Nếu như chị thấy không quen thì chuyển đến chỗ của em ở đi. Chuyển đến chỗ em sao? Bây giờ tình hình của chị đặc biệt. Giới truyền thông nhìn chằm chằm. Lý Ngạo Lâm nhà em cũng thu hút truyền thông. Chị mà đến đó ở thì cửa nhà em náo nhiệt đấy. Thật đấy. Nói thế thì em cũng thấy sợ quá. Có phải anh Sung có ý với cậu không? Em chọc chị làm gì? Thực ra em cũng rất muốn hỏi. Con người của anh Xuân đúng là rất tốt. Rất tốt thì đúng là cũng rất tốt đó. Bao nhiêu năm qua chưa thấy cậu khen ai. Mấy chữ này được đó. Em thấy cũng được. Nhất là chị đấy. Sao chị không học hỏi người ta đi? Chị dám nghĩ mà không dám làm. Toàn nằm mơ thôi. Làm gì có. Không có hay sao? Không có. Tại sao hai người còn có ám hiệu thế? Khoảng thời gian mình không ở đây, đã bỏ lỡ gì rồi hay sao? Cậu không bỏ lỡ gì cả. Chỉ là mình quyết định rồi. Mình sẽ đi bước nữa với công việc. Mình yêu công việc thấm thiết. Nếu như cậu bày tỏ với sếp cũ của cậu tên là gì ấy nhỉ? Chủ tịch Tiết. Sớm một chút. Thì bây giờ cậu vẫn đang làm công ăn lương ổn định. Tội của mình không phải là không yêu công việc. Tội của mình là mình không phải 25 tuổi. Vậy nói tiếp với anh Xuân đi. Mình vào nhà vệ sinh chút. Cần bọn mình đi cùng hay không? Không cần đâu. Mời tất cả đứng dậy. Tòa án Nhân dân Trung cấp Bằng Thành xét xử bị cáo. Gần đây, Tòa án Nhân dân Trung cấp Bằng Thành đã tiến hành phiên tòa xét xử thứ nhất đối với bị cáo Tạ Trường Giang, Trương Hiểu Châu về tội thao túng thị trường cổ phiếu, tổ chức tham gia, lãnh đạo tổ chức xã hội đen. Bị cáo Tạ Trường Giang phạm tội thao túng thị trường cổ phiếu, tội hối lộ, tội cố ý gây thương tích, tội cố ý phá hoại tài sản công và tư, xét xử tất cả các tội danh, bị phán án tù 10 năm.
còn khó chịu không? Không sao, không sao đâu. Uống chút nước trước đi. Cảm ơn. Cô ngất xỉu ở nhà hàng, bọn họ đưa cô đến đây. Tôi vẫn luôn ở bên cạnh cô. Đừng lên hay nức. Muộn quá rồi, tôi đã bảo họ về trước rồi. Nếu mà cô khó chịu thì nói chuyện cho phân tâm. Nói gì chứ? Kể gì hồi nhỏ? Mẹ tôi là người phụ nữ xinh đẹp nhất trong thị trấn. Đi trên đường, tất cả mọi người đều sẽ nhìn bãi. Vậy nên bố tôi nhốt bảy ở trong nhà. Bảy cứ ra ngoài là sẽ bị đánh. Có một hôm tôi tan học về nhà, mẹ tôi cầm con dao muốn rạch mặt tôi. Bảy nói là phụ nữ xinh đẹp sẽ gặp xui xẻo. Sau đó thì sao? Sau đó bảy đã khóc. Bảy ôm tôi khóc rất lâu. Kể chuyện của anh đi. Tôi sao? Người bình thường, không có gì đáng nói. Bảo anh đừng đến chăm mà anh cứ đến. Tôi đang tiêm thuốc mà còn phải kể chuyện cho anh nghe sao? Không phải ý đó. Cô đừng nghĩ vậy. Được rồi, Tôi là đứa trẻ lớn lên từ nơi nghèo nàn, không thích học hành, suốt ngày muốn ra đường làm lưu manh. Sau đó đánh nhau với một đám côn đồ, sau lưng bị một cây gậy sắt đập vào. Ở chỗ này vẫn còn sẹo. Có điều cú đánh đó đã khiến tôi tỉnh táo lại, làm tôi nghĩ thông suốt. Từ đó trở đi tôi không muốn đánh nhau nữa. Muốn học đại học, học trường tốt. Sau đó thực sự đã thi đỗ, nhưng mà cũng không có hứng thú học cho lắm. Một đám người suốt ngày nghiên cứu làm thế nào để thi chứng chỉ ra nước ngoài rồi kiếm nhiều tiền. Vậy cho nên tôi đã nghỉ học, chạy khắp nơi. Tại sao anh luôn không thể ở yên một chỗ vậy? Tôi luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó. Thiếu gì? Thiếu một người có thể giữ tôi ở lại. Chào buổi sáng. Cô dậy rồi hay sao? Nhiều tài liệu thế. Bây giờ vụ án đã xét xử xong rồi. Kết quả điều tra, anh ta không liên quan đến vụ phòng tranh bị phóng hỏa. Bây giờ có thể yêu cầu công ty bảo hiểm bồi thường được rồi. Cô nhìn mấy công ty bảo hiểm này đi. Lúc nhận tiền thì nhanh lắm, lúc bồi thường thì như mất miếng thịt. Tôi và Tiểu Ưu đã chuẩn bị rồi. Chiều nay là có thể thực hiện các bước. Đây vốn dĩ là việc của tôi. Kết quả là lại làm phiền hai người. Cô cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Bồi thường xong sẽ nhận được tiền.
thanh toán lương cho Tiểu Ưu. Đây cũng xem như là việc của cô ấy. Tôi còn chưa trả lương cho anh nữa mà. Tôi không cần đâu. Tôi biết cô không thích nợ người khác. Thật ra tôi cũng như vậy đó. Cô còn nhớ rất lâu về trước, cô từng cứu tôi một lần hay không? Lúc đó cô vừa mới kết hôn. Cô và lão Tạng cơm ở nhà hàng. Còn có một ông sếp. Ông ta loan tin có một cổ phiếu tăng mạnh. Mấy người đó lỗ hết, nợ một đống tiền. Đến bây giờ vẫn còn có người chưa trả hết. Vậy anh thì sao? Tôi nghe lời khuyên của cô không mua. Tôi dùng số tiền đó đầu tư vào cái khác, còn kiếm được một khoản. Thật ra cô có thể không nhắc nhở chúng tôi. Thêm một chuyện chỉ bằng bớt một chuyện. Vậy nên bọn họ chỉ thấy cô xinh đẹp, nhưng mà tôi thì thấy cô rất tốt bụng. Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Bây giờ mà anh vẫn còn nhớ, chứng tỏ anh mới là người tốt bụng. Vậy nên cô không cần lo không trả được lương cho tôi. Tính ra thì tôi còn nợ cô đó. Tôi ở nhà anh lâu như vậy rồi, phải tính cả tiền nhà, chắc là cũng không ít tiền. Được rồi, chúng ta hòa nhau nha. Phải rồi. Lát nữa tôi sẽ dọn đồ sang nhà bạn tôi ở. Lão Tạ bị xét xử, truyền thông tìm cô khắp nơi. Bọn họ muốn xem cô tranh tài sản. Vậy thì người cần đi là tôi. Truyền thông đang đợi cô xuất hiện. Cô cứ ở đây tránh đi. Cô là sếp của tôi. Sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ theo dõi tôi. Tôi cũng không thể ra vào thoải mái. Nếu không chỗ này sẽ không an toàn. Xin lỗi nha. Đã làm liên lụy tới anh. Không liên lụy gì hết. Không gặp thì thôi. Gặp rồi thì chấp nhận thôi. Vẫn không có tin tức gì. Alo chị Phương. Mẹ mở cửa đi. Vậy con đưa bọn trẻ đi đây. Từ lúc nghe ông chủ bị tuyên án, bảy vẫn không ăn không uống như vậy. Cũng không chịu xuống nhà. Ai gọi cũng không đáp lời. Bà chủ, đến bây giờ bảy vẫn chưa đưa cho tôi tiền sinh hoạt tháng này. Bảy lấy bản thân ra để xả giận thì tùy bảy. Nhưng hai đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn. Chị yên tâm đi, tôi còn chút tiền. Lát nữa tôi sẽ chuyển cho chị ngay. Dù bảy có ăn hay không thì vẫn phải mang đồ ăn lên cho bảy đúng giờ nha. Ở nhà làm phiền chị. Việc tôi nên làm thôi. Phải rồi, trường gửi đến một lá thư đúng không? Bà chủ, giấy thông báo quỹ tư cách xét tuyển. Các con ở đây đợi mẹ một chút được không? Vâng ạ. Cô giáo làm phiền cô. Nhờ cô trông con giúp tôi một lát. Được được, tôi đi tìm hiệu trưởng có chút việc được không? Các con ở đây ngoan nha. Chào hiệu trưởng Trần. Tôi muốn hỏi thư này là có ý gì chứ? Bà Tạ, mời ngồi. Từ từ nói chuyện, không cần ngồi. Tôi đứng cũng có thể nghe rất rõ.
Lá thư này chỉ là một thủ tục thôi. Đây là thủ tục gì? Cô cũng biết trường của chúng tôi không phải trường tiểu học công lập bình thường, vậy nên có một vài thủ tục để phù hợp với đặc điểm giảng dạy. Ví dụ như phụ huynh của học sinh có vấn đề thì chúng tôi phải cân nhắc. Ý kiến của hội phụ huynh và hội đồng quản trị, ý kiến của hội đồng quản trị và hội phụ huynh chính là quỹ tư cách nhập học của hai đứa con tôi sao? Cho dù phụ huynh xảy ra chuyện gì thì tại sao lại làm liên lụy đến con cái? Đây là xã hội cũ hay sao? Các người đang làm liên đới sao? Bà Tạ, chỗ chúng tôi là trường học, là nơi dạy kiến thức và giáo dục con người. Yêu cầu của chúng tôi đối với phụ huynh và gia đình của học sinh thậm chí còn vượt qua cả yêu cầu đối với bản thân học sinh. Dù sao thì cha mẹ mới là người thầy đầu tiên của con trẻ. Có những ảnh hưởng âm thầm mới là những ảnh hưởng lớn nhất. Đừng nói là con của cô. Cho dù bây giờ cả ông Tạ và bà Tạ cũng có rất ít người muốn qua lại với hai người, đúng hay không? Giấy thông báo quỹ tư cách trúng tuyển. Alo, cô Ngải Anh à? Đúng, là tôi. Tôi là luật sư ủy thác của Tạ Trường Giang. Tôi nhận được sự ủy thác của anh Tạ Trường Giang. Xin được gặp mặt cô. Cho hỏi khi nào cô rảnh, có thể gặp anh Tạ Trường Giang một lần không? Được, không vấn đề gì. Được, vậy tình hình cụ thể chúng ta sẽ liên lạc sao? Cảm ơn em đã tới. Anh gọi tôi tới làm gì? Mặc dù anh đã vào tù, nhưng tập đoàn, công ty vẫn đang vận hành. Anh đã quyết định tài sản và cổ phần đứng tên anh thì Tiểu Bạch, Tạ Thiêm, Tạ Đệ, mỗi đứa có 20%, phần còn lại cho em hết. Trước khi ba đứa nó trưởng thành thì em có toàn quyền quản lý mọi tài sản. Anh làm vậy không phải muốn bù đắp gì cho em. Anh biết hiện giờ em hận anh. Anh chỉ mong em biết, trong lòng anh không ai so được với em. Anh chỉ cố hết sức để cho em hết những gì có thể. Cả việc đưa tôi vào tù nữa sao? Trong xã hội này, nam và nữ có khác biệt về bản chất. Phụ nữ có thể lựa chọn đi làm hoặc là ở nhà làm nội trợ, nhưng đàn ông không có lựa chọn này. Mỗi ngày anh đều phải nghĩ, phải cố gắng thế nào, xông pha thế nào. Một con ngựa chiến ngã xuống rồi thì chắc chắn sẽ chết. Một con sư tử chiến đấu thua sẽ phải rời khỏi địa bàn của mình. Trước đó anh làm vậy với em là anh nghĩ, nếu em ở trong tù, anh ở ngoài thì có thể còn có cơ hội lật kèo. Nhưng nếu anh vào tù,
Đừng nói là công ty, có lẽ còn không duy trì được cả cuộc sống của con và em. Xảy ra chuyện như thế, bạn của anh chưa chắc vẫn còn là bạn, nhưng người lúc trước chưa đối phó với anh thì chắc chắn sẽ đối phó với các em. Nếu là trước kia, chắc chắn tôi sẽ tin anh, sẽ cam tâm ngồi tù thay anh, sẽ một lòng chờ anh gây dựng lại nhà họ Tạ. Đợi sau khi tôi ra tù thì cả nhà đoàn tụ. Nhưng bây giờ tôi không thấy nữa. Anh đừng hiểu lầm. Một Uyển Oánh không thể ảnh hưởng gì tới tôi đâu. Trước hay sau khi có cô ấy xuất hiện, tôi cũng không phải không biết chuyện của anh. Giới kinh doanh cũng lớn chừng đó thôi. Mọi người lăn lộn mười mấy năm, muốn biết điều gì đều có thể biết, không muốn biết điều gì thì cũng có người mang tới trước mắt để phải biết. Trước giờ người ngoài không thể lay động tôi chút nào. Cảm ơn sự bao dung em dành cho anh. Là anh có lỗi với em. Anh không sai. Tức nước dở bờ, huống chi 20 năm nay Tạ Trường Giang anh đã bao giờ thua đâu. Năm xưa tôi lấy anh, anh tốt với tôi là sự thật. Tôi có tình cảm với anh cũng là sự thật. Vậy chúng ta, anh nghe tôi nói nốt đã. Nhưng anh biết, gánh tội thay người khác cũng là phạm pháp đúng không? Chuyện gì đã từng làm đều sẽ có dấu vết. Chỉ cần phía cảnh sát điều tra hướng lưu động của tiền tìm ra anh thì cũng là chuyện sớm muộn thôi. Dù tôi đồng ý gánh tội giúp anh thì anh cũng không giữ được nhà họ Tạ. Anh vẫn phải ngồi tù. Còn tôi cũng phải ngồi tù vì làm bằng chứng giả. Còn phải chết vì ung thư vú tái phát. Tới lúc đó, đừng nói là tiền, ngay cả hai đứa trẻ cũng không có ai chăm sóc. Những điều này anh đều hiểu rõ trong lòng đúng không? Sự ngu xuẩn của anh khiến tôi không thể nào tha thứ. Dù gì thì anh cũng phải cược một ván là anh sơ suất quá. Nhưng tình cảm bao nhiêu năm của hai chúng ta, tôi tin anh từng yêu tôi. Anh là một người dũng cảm, vô tư, nặng tình, chân thành. Chỉ là chỉ khi nào anh an toàn thì mới dũng cảm. Chỉ khi nào miễn phí anh mới vô tư. Chỉ khi nào nông cạn thì anh mới nặng tình. Chỉ khi nào ngu dốt, anh mới chân thành. Chỉ cần có một chút, dù là một chút khả năng uy hiếp tới sự an toàn, lợi ích của anh, thì anh chỉ yêu bản thân mình. Anh không xấu, chỉ là anh giả tạo thôi. Anh ăn mặc tinh tế,
Ngay cả sự giả tạo của anh cũng tinh tế. Đúng, là anh ích kỷ. Nhưng nếu em là anh, tôi sẽ không làm thế. Tôi là người thật sự từng trải qua cái nghèo, nhưng tôi sẽ không ngu dốt như thế. Tôi sẽ không để người nhà của mình đối mặt với cảnh một mất một còn thế này, vì tôi không cho phép bản thân ngu ngốc như thế. Hết giờ rồi. Gần đây, Tạ Trường Giang, nguyên chủ tịch tập đoàn Tạ Thị bị bắt. Phu nhân Ngải Anh trở thành người đứng đầu tập đoàn Tạ Thị, thu hút rất nhiều sự quan tâm. Alo chị Phương. Alo bà chủ. Bà cụ nhất quyết đòi về nhà, phải làm sao đây? Để bà ấy về trốn tránh cũng được. Để lão Dương đưa bà ấy về. Đi đường cẩn thận, đảm bảo đưa bà ấy về an toàn nhé. Tuần trước tôi đã gửi thông báo họp cho thư ký của họ rồi, chắc là không sai đâu. Để tôi gọi điện hỏi. Không cần đâu, tôi sẽ đợi. Chủ tịch có ở đây à? Đến là tốt. Ngồi đi. Không phải, chúng tôi qua đây lấy cần câu. Thuyền còn đang dừng ở bến tàu. Thời tiết và dòng nước hôm nay rất tốt, chắc chắn có thể câu được cá to. Hôm nay là cuộc họp thường kỳ của công ty. Nếu đã đến thì ngồi xuống nói chuyện đi. Phải họp à? Được, được. Nào nào, họp đi, họp đi. Mau lên. Việc cần bàn bạc đầu tiên của hôm nay là về vấn đề khai thác phát triển dự án tòa nhà Bích Hải của công ty. Tôi ngắt lời chút được không? Tôi muốn thay mặt hội đồng quản trị nói vài lời. Tôi có thể thay mặt hội đồng quản trị nhỉ? Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi. Hôm nay có lẽ đúng là cuộc họp thường kỳ của công ty, nhưng tôi không nhớ. Tại sao vậy? Vì hơn nửa tháng rồi, những quản lý cấp cao của công ty đều bận rộn tăng ca đi công tác, cầu xin khách hàng, cầu xin ngân hàng, dập lửa khắp nơi. Đương nhiên đều do vụ kiện cáo của anh Tạ Trường Giang. Hôm nay chúng tôi đã uống rượu cả đêm với sếp hạ của tòa nhà Bích Hải, thì vừa về, sáng ra còn chẳng kịp tắm, người ta đã đòi đi biển câu cá. Cô ngồi uống cà phê, ra chỉ thị ở đây thì cứ tùy cô. Còn chúng tôi phải đi câu cá với sếp hạ. Tiểu Dương, à, đem thuốc say sóng theo cho tôi nhé. Ở trong văn phòng ấy. Được, cậu không cần lên đâu, đợi tôi dưới tầng là được. Được, được, vậy tôi đi ngay đây. Mỗi một dự án trong công ty đều là chúng tôi dốc sức đổi lấy. Cô được đó. Ở đây uống cà phê trò chuyện, chúng tôi không làm được. Cô nói xem, uống cả đêm rồi còn phải cùng người ta ra biển câu cá. Được rồi, chủ tịch Hạ còn đang đợi ở bến cảng. Chủ tịch, vậy cô nói xem, chúng tôi đi chơi cùng khách hàng hay là ở đây chơi với cô? Nào, đi thôi.
bản chỉnh sửa điều lệ công ty. Sao? Người họ Lưu vẫn đầu muốn thay đổi điều lệ công ty, nhưng mục đích cuối cùng vẫn là muốn thay đổi kết cấu cổ phần, thôn tính tập đoàn Tạ Thị. Bước tiếp theo, chắc họ sẽ mở cuộc họp cổ đông trước, lập nghị quyết, rồi mỗi cổ đông ký tên là có thể trực tiếp xin Bộ Công Thương. Thế nếu các cổ đông không đồng ý thì sao? Theo tin tức mà tôi có được thì ông ấy đã đang vận hành rồi. Vậy có phải chúng ta có thể liên kết với các cổ đông khác không? Điều này thì về lý mà nói là được. Nhưng vấn đề là tôi không phải họ Tạ. Bà Tạ, lại tiến bộ rồi đấy. Nhờ sự dạy bảo của sếp thôi nên tôi mới chơi được một ít. Cô quá khiêm tốn rồi. Thực ra hôm nay tôi tới, ngoài trừ kỹ thuật đánh góp thì còn một chuyện muốn nhờ anh chỉ bảo. Ai cũng bảo Tạ Trường Giang cứ được một cô vợ tốt. Đúng là như thế. Nghe nói gần đây cô đã hẹn gặp hết các cổ đông. Sao nào? Tới cuối mới nhớ ra tôi à? Người quan trọng nhất, đương nhiên cần thận trọng nhất, tôi phải chuẩn bị thật kỹ chứ. Không cần nói nữa, tôi biết hết rồi. Hỏi cô một câu, tại sao tôi phải giúp cô? Anh sẽ không giúp tôi, nhưng anh sẽ giúp Tạ Trường Giang. Lão Tạ sẽ quay lại. Vậy tôi lấy đồ xong sẽ đi. Thời gian qua cảm ơn anh. Được, bên công ty bảo hiểm có thể xử lý nốt thủ tục cuối trong chiều nay. Tôi sẽ báo cáo trực tiếp với cô. Được. Vậy 7 giờ tối nay vẫn ở quán đồ Nhật lần trước. Chúng ta ăn cho xong bữa cơm mà lần trước chưa ăn xong. Được. Vậy tối gặp. Xử lý xong hết rồi. Mọi hóa đơn của tuần này đều ở trong này. Cảm ơn anh. Lương của Tiểu Ưu, tiền bảo hiểm, tiền thôi việc, tôi đã lập một bản chi tiết riêng. Sau đó chỉ cần thanh toán là được. Trong kho những nơi không bị cháy thì không bị tổn thất gì lớn. Chúng ta cứ xác định giá trị tổn thất theo mức độ. Chi tiết cũng ở trong này. Anh đang bàn giao công việc với tôi sao? Có trước có sau mà. Quyết định xong, muốn về Canada rồi à? Ở đây không cần tôi nữa. Xin chào. Hôm nay là ngày kinh doanh cuối cùng của chúng tôi. Đây là món tặng kèm. Cảm ơn sự chiếu cố từ trước tới nay của quý khách. Sao thế? Các cô không bán nữa à? Nơi này sẽ bị quy hoạch lại. Phải phá dỡ mấy con phố gần đây nên không kinh doanh nữa. Cảm ơn cô nhé. Không có gì, mà dùng tự nhiên. Hôm nay chúng ta đến đúng lúc quá. Tôi đến ăn quán này mười mấy năm rồi. Tự nhiên bảo bỏ là bỏ. Chuyện sớm muộn thôi. Khai thác đất thì phải kiếm tiền mà. Đúng là lưu luyến thật đấy. Anh biết không, thực ra với thân phận và khả năng tài chính của tôi hiện tại thì tôi có thể mua được cả con phố này đấy. Nghe mê thật đấy. Tôi có cần quỳ xuống gọi cô là nữ vương không? Cũng chỉ là nói cho sướng miệng thôi. Nếu tôi ly hôn thì số tiền này cũng tan biến. Quá ra tôi muốn nói câu này. Xin lỗi, cho tôi gọi cuộc điện thoại nhé.
Luật sư Trương, phiền anh nói lại với Tạ Trường Giang là tôi muốn ly hôn. Chủ tịch Lưu vẫn chưa tới à? Chúng ta đợi thêm đi. Cái tên Lưu Gia Thụ này càng ngày càng không coi hội đồng quản trị ra gì rồi. Mấy lần họp, lần thì vắng, lần thì đi muộn. Rốt cuộc anh ta muốn làm gì? Một đám người ngồi đợi không ở đây, có ra gì không? Vậy chúng ta bắt đầu trước. Hôm nay triệu tập mọi người tới họp hội đồng quản trị là có hai việc muốn thông báo cho mọi người. Bắt đầu rồi à? Không sao, không cần đợi tôi, không cần đợi. Tiếp tục đi, tiếp tục. Vậy chúng ta bắt đầu lại. Hôm nay triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị chủ yếu là có hai vấn đề cần bàn bạc. Thứ nhất là tôi muốn tuyên bố một chuyện với hội đồng quản trị. Tôi quyết định chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của tập đoàn Tạ Thị mà tôi có với giá trị thấp. Theo quy định tại luật doanh nghiệp, tôi cần thông báo cho hội đồng quản trị và các cổ đông. Gì cơ? Chuyển nhượng? Sao lại chuyển nhượng? Không, cô chuyển cho ai? Chuyển cho tôi rồi. Chào các chú, chắc mọi người đều quen người này nhỉ? Khương Tiểu Bạch là con gái lớn của anh Tạ Trường Giang. Đợi sau khi chuyển nhượng cổ phần của công ty xong thì cô ấy sẽ là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Tạ Thị. Ơ kìa, cô dựa vào đâu mà nói chuyển nhượng là chuyển thế? Cô họp đã được sự đồng ý của chúng tôi chưa mà cô đã chuyển nhượng? Hơn nữa cô chuyển nhượng bao nhiêu tiền thế? Chủ tịch Lương, mỗi lần họp đều gửi thông báo bằng văn bản cho anh. Anh có thể về kiểm tra. Tôi biết anh bận công việc, không có thời gian tham gia. Sau mỗi buổi họp, thư ký Lý cũng gửi cho anh biên bản cuộc họp. Theo quy định của công ty thì chỉ cần hơn một nửa số cổ đông đồng ý thì hợp đồng sẽ có hiệu lực. Đây là văn bản đồng ý, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và bản sao hồ sơ công thương. Về mặt ý nghĩa pháp luật thì việc chuyển nhượng đã hoàn thành. Không phải chứ, giá của cô thế này không gọi là chuyển nhượng mà là tặng không. Chỉ cần hai bên đồng nhất trí thì tôi chuyển cho cô ấy với giá một đồng thì cũng là hợp pháp. Tôi nói này sếp Lưu, thời gian của mọi người đều rất quý, không cần để giữ ở đây về một vấn đề hợp tình hợp lý và hợp pháp để rồi lãng phí thời gian của mọi người. Mọi người thấy sao? Đúng thế, đúng thế. Được được, chuyện này tôi không so đo với cô. Không, thời gian trước tôi có đưa ra kiến nghị, sao lâu rồi thấy không trả lời? Tiếp theo là vấn đề bàn bạc thứ hai, về việc chủ tịch Lưu đề xuất thay đổi điều lệ công ty. Đợi đã, tôi mới là cổ đông lớn nhất, để tôi nói thì hơn. Chào các chú các bác, tôi là con gái lớn của nhà họ Tạ, hiện cũng là đứa con duy nhất của Tạ Trường Giang đã đủ tuổi trưởng thành. Bố tôi xảy ra chuyện, tôi chỉ mong các chú các bác có thể ủng hộ tôi. Từ nhỏ bố tôi đã dạy phải giúp đỡ người khác lúc khó khăn. Chú Lưu đề xuất thay đổi cổ phần thì tôi không hiểu chú ấy muốn làm gì, nhưng tôi vẫn ủng hộ quyết định của mọi người. Chỉ cần tốt cho tập đoàn thì chắc chắn tôi sẽ làm theo quyết định của mọi người. Vậy bây giờ giơ tay biểu quyết đi. Ai đồng ý thay đổi kết cấu cổ phần thì mời giơ tay. Ai đồng ý giữ nguyên hiện tại không thay đổi thì mời giơ tay. Tôi thấy vẫn nên giữ như hiện tại thì hơn. Có lý. Chú Lưu, vậy thì cứ thế đi. Ngải anh, chẳng phải cô còn lời muốn nói sao? Đây vốn là chuyện riêng,
Nhưng vì liên quan tới lợi ích của các cổ đông và công ty nên cũng cần thông báo lại. Tôi đã chính thức gửi yêu cầu ly hôn với anh Tạ Trường Giang thông qua luật sư rồi. Nhưng theo thỏa thuận tài sản trước hôn nhân thì vấn đề ly hôn của chúng tôi sẽ không ảnh hưởng tới sự phân chia tài sản hay dính líu cổ phần gì của công ty. Mọi người cứ yên tâm. Ngải Anh, cô ác thật đấy. Bao năm qua được mọi người chiếu cố, tôi rất biết ơn. Đi luôn à? Cảm giác thế nào? Như bỏ được gánh nặng lớn. Tôi vẫn còn chuyện muốn hỏi cô. Anh Sung bây giờ vẫn ổn chứ? Tôi không biết. Cô quyết định ly hôn với bố tôi rồi mà sao cô lại không biết? Tôi quyết định ly hôn không liên quan tới ai hết. Nếu cháu muốn gặp anh Sung thì có thể đi tìm anh ấy. Cái anh ấy không đổi số điện thoại đâu. Rốt cuộc cô muốn làm gì thế? Năm nay cháu mới 20 tuổi, thêm 20 năm nữa thì chắc là cháu sẽ có đáp án. Đừng nhìn nữa, qua đó làm việc cho tốt. Nghe lời nhé, ăn nói chú ý chút. Biết rồi. Bà chủ, chào hỏi đi. Không vội thì giữ quẩy lại ăn cơm tối. Không cần đâu bà chủ, nó còn phải về công trường. Chị Phương, bà chủ, tôi đem đống quần áo này đi. Những thứ không đem đi thì chị cứ xử lý nhé. Của chị hết. Cảm ơn bà chủ. Chị yên tâm đi. Nhà này vẫn cần người chăm lo, vậy nên chị có thể ở lại. Trước khi ở quê rất khổ, chồng tôi còn đánh tôi. Sau khi anh ấy chết, tôi ra ngoài đi làm. Tiền kiếm được đều cho em trai. Nó cũng không biết cố gắng, cũng không làm ra trò trống gì. Khó khăn lắm mới gặp được mối tốt. Mọi người đi cả rồi, tôi cũng không biết bao giờ mới kết thúc. Tôi cũng làm giúp việc ở rất nhiều nhà rồi, chăm lo chút cho con cái họ, như là làm bài tập về nhà, rửa tay. Họ sẽ mắng tôi là cô tới làm việc mà. Bà chủ, chỉ có cô biết dạy con, bảo chúng nó biết xin lỗi tôi. Bọn trẻ còn nhỏ, không cần để bụng. Để tôi. Tôi nghĩ là yên ổn năm nào hay năm ấy vậy. Gặp được người tốt không dễ. Ai ngờ càng muốn yên ổn thì lại càng không được yên. Bây giờ mọi người đi thì tôi cũng không muốn ở căn nhà này nữa. Khương Tiểu Bạch còn khó hậu hạ hơn cả mẹ ruột cô ấy. Bà chủ, cô dẫn Tạ Thiêm, Tạ Đệ đi đâu thế? Thuê nhà ở. Thuê ở gần trường à? Giải quyết xong chuyện trường lớp rồi tính. Để tôi. Vẫn phải tự chăm con, phải lấy được quyền nuôi con. Không được thì chị hãy thuê luật sư để kiện ra tòa. Chị biết. Vậy em làm sao đây? Về với chị đi. Em không về với chị được. Em phải ở lại để làm gì đó, chứng minh cho bản thân. Cô ấy đến rồi. Chị cầm số tiền này đi. Em đi trước đây.
Chào hiệu trưởng Trần. Bà Tạ. Nào nào nào, mời ngồi. Hôm nay tôi đến thật ra chủ yếu để nói thêm với anh về vấn đề nhập học của Tạ Thiêm và Tạ Đệ. Mời ngồi trước đã. Chúng ta ngồi xuống từ từ nói. Hôm nay khoan hãy nói đến chuyện của bọn nhỏ. Bà Tạ đừng trách tôi mạo muội quá nhé. Tôi nghe nói cô và anh Tạ đang làm thủ tục ly hôn. Đây lại là quy định kỳ lạ gì của trường sao? Con của gia đình ly dị không được nhập học ư? Không đâu, không đâu. Chúng tôi làm giáo dục, dạy học không phân biệt đối tượng mà. Thật ra ý tôi là bà Tạ. À không, phải là cô Ngải mới đúng. Nếu cô đã lại độc thân thì chi bằng hãy cân nhắc cùng đi ăn bữa cơm đi. Thật ra không đi ăn cũng không sao. Cô yên tâm, chúng tôi đã giải quyết chuyện của bọn trẻ giúp cô rồi. Tạ Thiêm và Tạ Đệ sẽ nhập học vào mùa thu như bình thường. Thật sự rất cảm ơn nhà trường. Không cần khách sáo, đây đều là những gì tôi nên làm. Tôi muốn hỏi anh là tại sao nhà trường lại thay đổi quyết định vậy? Chủ yếu là vì tôi đã cố gắng phản đối nhiều ý kiến. Đương nhiên còn chị của Tạ Thiêm và Tạ Đệ là Khương Tiểu Bạch, cô Khương nữa. Đừng tưởng cô ấy còn trẻ nhưng rất quyết đoán. Đầu tư một khu thể thao cho trường chúng tôi, tháng sau sẽ động thổ. Đầu anh sao thế? Bị thương à? Không có gì, lúc trước bất cẩn đập vào ấy mà. Con cái nhà họ Tạ đúng là trưởng thành quá nhanh. Cha có tài, con chẳng thể vô dụng. Đúng không? Tập 29, thời khắc cận kề sụp đổ. Alo, lão Dương, đón được mấy đứa chưa? Bà chủ, không tìm được Tạ Thiêm và Tạ Đệ nữa. Không tìm được Tạ Thiêm và Tạ Đệ là thế nào? Phía nhà trẻ nói có người đón đi lâu rồi. Ở nhà cũng không có, cũng không liên lạc được với chị Phương. Anh có hỏi trường là ai đón mấy đứa không? Nhà trường cũng không rõ. Thế này, anh tiếp tục hỏi ở trường xem là ai đó mấy đứa đi, rồi tiếp tục gọi cho chị Phương. Chị đang đi tìm gì anh? Em đang ở đâu? Em đang chạy đến trường mẫu giáo. Em đến đội cảnh sát giao thông ở bên đó một chuyến để xem có thể trích camera gian đường không. Chúng ta chỉ ra hành động. Chị trông chừng gì anh. Được, chị biết rồi. Lưu Gia Thụ, anh có ý gì? Có gì mà có ý gì? Người đâu? Ai cơ? Tôi hỏi anh, người đâu? Ơ không, ai chứ? Đừng giả ngu với tôi. Ơ này, Ngải anh, cô bị điên à? Cổ phần chuyển cho người ta mà chẳng lấy đồng nào, ly hôn với người ta mà chẳng đòi đồng nào. Cô cố tình nhắm vào tôi phải không? Lưu Gia Thụ, anh mà dám đụng vào một sợi tóc của người nhà tôi thì tôi nhất định sẽ không tha cho anh. Cô bị điên à? Cậu nghĩ thêm xem, dạo này cậu có kết thù với ai và có xung đột với ai không? Alo, Tiểu Anh. Alo, chị đây. Em vừa xem camera ở đội cảnh sát giao thông. Chị Phương từ bắt xe đến đón hai đứa lúc 3:20. Lúc 3:43 thì chị ấy lên một chiếc sedan màu đen, đậu ở ven đường. Chị Phương và hai đứa dừng lại một lúc. Có lẽ trên xe là người họ từng gặp. Sau ba lần rẽ thì xe vào một con hẻm, sau đó không thấy xuất hiện nữa. Em đang đến con đường kia để xem thử, lát nữa sẽ liên lạc lại. Là chị Phương đón bọn nhỏ. Vậy thì chuyện này không phải do Lưu Gia Thụ làm. Mình thấy loại người này nhiều rồi, miệng cọp gan nhỏ thôi. Có khi nào là lão Tạ không? Cậu ly hôn với anh ta, anh ta không chấp nhận nên cho người đi. Không thì ai lại đưa cả chị Phương đi chứ? Mong là lão Tạ, ít ra anh ta sẽ không làm hại con mình. Cũng có thể là nhân viên nào đó. Thời gian trước chẳng phải tập đoàn của lão Tạ cắt giảm biên chế dữ lắm sao? Có khi nào là nhân viên nào đó nghỉ quẩn? Nhưng bắt cóc thì cũng phải có một cuộc tống tiền chứ.
Cậu về trường với mình một chuyến. Chiều nay chú Đình vừa xin nghỉ việc. Đây là thông báo xin nghỉ việc. Tình hình cụ thể thì tôi cũng không rõ tại sao. Chỉ biết là lúc trước quái có đầu tư gì đó, hình như là phá sản. Mọi người đều đoán chắc chắn quái không thể thoát ra, nên sớm muộn gì cũng phải về quê. Vậy trước khi đi quái có nói gì với anh không? Quái nói hình như đã tìm được đường kiếm tiền. Sau khi lấy được tiền sẽ đưa con gái cùng về quê. Trên đây là số điện thoại của cô ấy phải không? Đúng. Xin chào, số máy quý khách vừa gọi không có thật. Xin quý khách vui lòng thử lại. Quỷ số rồi. Nhanh vậy sao? À đúng rồi, hình như tôi có số của em họ cô ấy. Hai người có thể gọi thử. Có thể cho tôi chụp lại được không? Đây, cảm ơn. Tình hình bên em sao rồi? Em sẽ tiếp tục đi theo họ. Có lẽ họ đổi xe rồi. Cậu đưa số điện thoại lúc nãy cho mình đi. Chị cúp máy trước đã nhé. Alo. Alo. Cho hỏi Uyển Oánh phải không? Cô là ai? Xin chào. Tôi là vợ cũ của Tạ Trường Giang. Tôi tên Ngải Anh. Số của chị họ chủ đình của cô quỷ mất rồi. Tôi muốn hỏi cô có cách nào để liên lạc với cô ấy không? Cô muốn hỏi gì thì cứ nói thẳng đi. Hai đứa con của tôi mất tích, nên tôi muốn hỏi. Tôi muốn hỏi cô ấy. Tôi không biết chuyện của chị ấy. Còn cô mất tích thì liên quan gì tới chị ấy chứ? Tôi mong cô đừng làm phiền chị ấy nữa. Dù trước kia từng xảy ra chuyện gì, nhưng điều tôi muốn nói là đó là chuyện của người lớn, không liên quan tới bọn trẻ. Dù sao trẻ con cũng vô tội. Sao cô có mặt mũi nói với tôi là trẻ con vô tội chứ? Hai vợ chồng cô ép tôi phá thai thì sao? Không nghĩ con tôi cũng vô tội chứ? Cô thực sự từng có thai sao? Cô diễn hay thật. Nếu con cô gặp chuyện gì thì coi như ông trời có mắt, lấy lại công bằng cho tôi. Tôi không cần biết cô cần gì, tôi có thể cho cô hết. Muốn tiền cũng được, người cũng được. Tôi chỉ xin cô tha cho hai đứa con của tôi. Tôi không biết xấu hổ đến mấy, cũng sẽ không lấy trẻ con ra để đe dọa hai người. Chuyện thiếu đạo đức mất lương tri như vậy, chỉ có đôi vợ chồng lòng dạ xấu xa như hai người mới làm được. Sao rồi? Tìm được chưa? Cứ tìm tiếp như vậy cũng không phải cách. Báo cảnh sát đi. Đi, vào trong rồi nói. Mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ. Để mẹ xem hai đứa nào. Mẹ ơi, con nhớ mẹ. Mẹ tìm hai đứa suốt đấy. Chồng cũ của tôi lấy vợ mới, không dễ sống chung, không tốt với con gái tôi. Tháng trước Uyển Oánh đã giúp tôi gom đủ tiền, mời luật sư để kiện ra tòa, đòi lại quyền đứa con gái. Tôi nói với cô ấy, hay là cùng tôi và con gái về huyện đi. Mà cô ấy không chịu. Nói dù sao cũng không sinh được nữa, về làm gì? Nhìn sắc mặt của đàn ông để sống cả đời sao? Cô ấy muốn ở lại, muốn dùng lên. Tôi luôn thấy nợ cô ấy. Cô ấy đã giúp tôi thì tôi cũng muốn giúp cô ấy, nên đã có suy nghĩ không hay. Nói sao nhỉ?
là muốn lấy thứ tôi có thể đổi lấy ít tiền của cô. Sau đó tôi sẽ đưa con về quê, để tiền lại cho em họ tôi. Như vậy thì cô ấy cũng có thể sống tốt hơn. Cô làm vậy là tống tiền đấy, cô biết không? Tôi biết. Buổi chiều, tôi đứng đợi trước cửa nhà cô, muốn nói chuyện với cô. Tôi đã đợi rất lâu. Thật ra tim tôi đập rất nhanh. Khó khăn lắm tôi mới lấy lại được quyền nuôi con. Tôi chỉ muốn đưa con bé về quê sống thật tốt. Tôi đã đợi rất lâu mà không thấy cô. Tôi cũng định về rồi. Cuối cùng lại thấy hai người đi ra từ nhà cô. Người đi trước là nam, tay xách rất mang rất nhiều thứ ra ngoài, nhưng trông cũng không giống công ty dọn nhà. Người đi sau là nữ, dắt theo hai đứa bé. Tôi thấy cô ta bảo Tạ Thiêm và Tạ Đệ lên xe, nên thấy không đúng lắm. Nhưng họ có nhiều người quá, tôi lại chẳng dám làm gì, chỉ có thể lén lút đi theo. Em mau dừng lại. Em đang làm gì vậy? Dừng gì mà dừng? Không cần trả lại đâu bác tài. Chị nghe em giải thích đi. Em làm gì vậy? Chị nghe em nói đi, chị đừng chạy chứ. Đến bên bờ xong, xe dừng lại. Hai người họ xuống xe, rồi đứng ngay bên đường cãi nhau. Tôi trốn xuống đường thoát nước bên dưới để nghe. Không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng. Chị xem nhà họ giàu như vậy, hai đứa nhóc này kiểu gì cũng sẽ có giá 800.000 đến 1 triệu tệ. Nhà máy kia đóng cửa rồi, em có cách nào đâu chứ. Không lấy được mấy tháng trời tiền lương, em cũng đâu còn cách khác. Em phải sống sao chứ. Có phải chị làm việc cho nhà họ đã lâu, nên tưởng người ta xem chị là người nhà thật không? Chị, em nói chị nghe này, chị chỉ là một bà giúp việc thôi. Hai đứa bé này là một tay chị chăm bẩm, chị có tình cảm chứ. Còn nữa, cả nhà họ Tạ, chị có nghĩ anh là tốt nhất chứ chị. Quần áo bình thường em mặc đều được cô ấy để lại cho em đấy. Còn nữa, lần trước em bị gãy tay, tiền viện phí thuốc men lại do ai trả hả? Cũng là do cô ấy đấy. Chị, được rồi, em biết rồi. Không thì sao em có thể yên ổn đứng đây chứ. Em có biết chúng ta làm vậy là đánh mất lương tâm không? Sẽ gặp quả báo đấy. Thiêm Thiêm, lát nữa cháu dẫn đệ đệ đi, chúng ta chơi trốn tìm được không? Vâng ạ. Chúng ta trốn xuống gầm cầu nhé. Nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát hãy ra. Được không? Đi, nhanh lên. Không được nói với ai là đã gặp chị Phương đấy. Vâng. Cô đưa hai đứa về nhà được không? Xin lỗi, nhà tôi không có nhiều thứ. Cô cầm lấy chút tấm lòng này đi. Tôi không thể lấy thứ này. Tôi làm vậy thật sự không phải vì thứ này. Cô đừng từ chối. Nếu không có cô, thì có khi tôi không thể gặp lại con mình nữa. Tôi không lấy, tôi thật sự không lấy. Thế nên dù thế nào cô cũng phải cầm lấy. Bây giờ với tôi những thứ này đều là vật ngoài thân, nhưng nó có thể giúp cô. Tôi thay con gái cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Nhà chị ấy bị dọn gần hết rồi. Chị nói xem hai chúng ta có nên báo cảnh sát không? Lát nữa hỏi gì anh đã. Mẹ ơi, em quyết định sinh con.
Quyết định từ bao giờ vậy? Mới nãy thôi. Lúc Tạ Đệ nắm tay em, em cũng chẳng biết mình nghĩ gì nữa. Chị cứ bảo sao lúc nãy em có vẻ hơi khác. Trực giác của phụ nữ đừng có nhạy bén thế chứ. Chị được đấy, em đã đắn đo rất lâu đấy. Lý Ngạo Lâm biết chuyện này không? Mới quyết định thì chắc chắn cậu ấy không biết. Nhưng chị có dự cảm là chắc chắn cậu ấy sẽ là một ông bố tốt. Ngày mai em sẽ cho anh ấy biết, cho cậu ấy một bất ngờ. Trước đây độc thân quá lâu rồi, đã quen tự do thoải mái. Nhưng sau này nghĩ lại thì thấy con người vẫn là động vật sống theo bầy đàn. Thế nên sống rồi sẽ muốn yêu một người. Nếu ông trời đã cho em cơ hội này, em lại yêu anh ấy như vậy, thì cũng sẽ rất yêu con của chúng em. Chị hơi sợ. Chị sợ em sẽ thành như chị. Được rồi đó, chị đừng nghĩ nhiều nữa. Chị nên nghĩ xem làm thế nào để trở thành em trước đi. Đúng thế. Tôi muốn gặp anh. Được. Ở đâu? Quán đồ Nhật đi. Ở gần. Được. Cô không sao chứ? Tôi có chuyện muốn nói với anh. Lát gặp nhé. Sao tìm tôi gấp vậy? Có chuyện gì muốn nói với tôi à? Xin lỗi nhé, muộn vậy mà còn tìm anh. Tôi nhận được một email. Email? Là mail thông báo nhận việc. Không biết vì sao lại muốn kể với anh đầu tiên. Vậy à? Thế tốt quá. Cụ thể là làm gì? Là một công ty đầu tư tác phẩm nghệ thuật ở nước ngoài. Bọn họ muốn mở rộng thị trường Trung Âu và Nam Á. Thấy tôi phù hợp nên đã nhận tôi. Ở Rotia. Tôi đã sớm đoán ra rồi. Nửa đêm nửa hôm mà lại muốn hẹn tôi ra. Không phải chuyện vui thì cũng là chuyện buồn. Nhất định phải đi à? Con người cô vẫn luôn quyết đoán. Một là một, hai là hai. Không giữ lại cho người ta. Chút chút nữa là tôi mất con. Trong khi tìm lại chúng, tôi mới nhận ra có rất nhiều điều nói mất là mất. Rất nhiều lời cần phải kịp thời nói ra. Thực ra tôi sống đến giờ, trong mắt tôi của trước đây được coi là thất bại toàn tập. Một cơ thể khiếm khuyết, một bệnh ung thư có thể tái phát bất cứ lúc nào, còn phải tới một đất nước xa lạ
bắt đầu một công việc hoàn toàn mới. Còn hai đứa nhỏ, tôi không biết còn có thể nhìn chúng lớn lên không. Nếu đổi lại là tôi của trước đây thì tôi chắc chắn sẽ coi anh là cọng rơm cứu mạng của mình. Tôi sẽ bám chặt lấy anh không buông. Nhưng mà cuộc đời của tôi không nên đổi từ người đàn ông này sang người đàn ông khác. Câu chuyện của tôi cũng không nên là câu chuyện luôn tìm kiếm người đàn ông tiếp theo. Tôi không biết cuộc đời mình còn lại bao nhiêu, nhưng tôi muốn thử. Tôi muốn thử viết lên câu chuyện của chính mình. Anh có thể hiểu tôi chứ? Vậy nên hôm nay tôi tới là để cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã tốt với tôi như vậy. Làm sao đây? Thực ra tôi không muốn làm người tốt trong mắt cô, nhưng tôi có thể hiểu những gì cô nói. Thực ra trong thời gian qua, tôi chứng kiến tất cả những gì cô từng trải qua. Cô thực sự rất giỏi, rất dũng cảm. Tuy cô biết tôi muốn gì, nhưng tôi không thể ích kỷ như vậy được. Nên là tôi nên vui cho cô, bởi vì hạnh phúc của cô mới khiến tôi thật sự vui vẻ. Tôi tin cô sẽ ngày càng tốt hơn. Cảm ơn đã nói những điều này với tôi. Thật sự như một giấc mơ vậy. Tôi đã tới đây mười mấy năm rồi. Nói phá là phá luôn được. Không gì là không thay đổi cả. Kết thúc chỉ là một khởi đầu mới thôi. Chúng ta đi thôi.
Tại sao không để bọn mình tiễn? Sợ khóc. Khóc thì khóc thôi. Không được. Không đẹp. Khi chị đẹp giống như một bức tượng, khi chị khóc thì giống người. Đây không phải từ biệt. Đây là thành phố của chị. Chị sẽ quay về. Khương Nam. Sao lại gọi điện cho tôi thế? Tôi nghe nói mai cô sắp bay. Tiểu Bạch bảo tôi chuyển lời cho cô, nói rằng lão Tả ở trong tù dặn dò cô mua quỹ tính thác cho Tạ Thiêm, Tạ Đệ. Cô đừng quên nhé. Sao nói không tự nói với tôi? Bây giờ Tiểu Bạch là chủ tịch, đâu có thời gian nói việc này với cô. Đúng rồi, Lưu Phương đã vào tù rồi. Chẳng phải anh ấy tống tiền lão Tạ sao? Chúng tôi đã thương lượng rồi. Anh ấy tự thú, tôi sẽ đợi anh ấy. Sau khi ra tù chúng tôi không nợ ai hết. Làm người một cách trong sạch. Đây đúng là tác phong của chị thật. Thế nào, tôi giỏi hơn cô nhiều đúng không? Đúng rồi, tôi nói cô nghe, người nước ngoài không thích vẻ ngoài của cô đâu. Nếu cô không sống nổi ở nước ngoài thì quay về. Sao chị không nghĩ tốt cho tôi chút chứ? Được rồi, tôi không nói với cô nữa. Tôi đến nơi rồi, tạm biệt. Anh Sung. Mẹ, con muốn uống nước. Ta để nói nhỏ tiếng thôi. Chút nữa điện thoại của tôi phải tắt máy. Phiền anh kéo tấm chắn lên. Mẹ, chúng ta muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu sao? Chỉ cần lần này bọn con thật ngoan ngoãn thì chúng ta muốn ở bao lâu cũng được. Thưa các quý ông quý bà, chào mừng bạn đến với công ty hàng không quốc tế Trung Quốc. Để tôi giúp cô. Cảm ơn. Bay từ Băng Thành đến Zagreb, cự ly đường bay là 10.495,33 km, thời gian bay là 32 tiếng 10 phút. Chuyến bay này dự kiến sẽ đáp sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh vào 5 giờ chiều. Sau khi dừng 12 tiếng 25 phút sẽ đến sân bay Frankfurt vào 3 giờ 20 phút chiều ngày mai. Nếu có hành khách cần trung chuyển thì sau khi xuống máy bay hãy đến quầy phục vụ trung chuyển hàng không quốc tế để thực hiện thủ tục trung chuyển, chuyển sang chuyến bay quốc tế khác của hàng không quốc tế. Những hành khách đã thực hiện thủ tục crew check-in